bé vậy? Đây là con mộc khoảng nửa tháng đồng này. Thái độ luôn, trời mới chịu cứng luôn. Con bên cạnh là con mộc giỏ nhé, tầm 5-6 tháng mới xong lông, nó chưa được ôm lông, mà trời rét quá. Lắc giật luôn, lông nó vẫn chưa được hoàn thiện hẳn ấy.